Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tám. Trưa lại, Khánh vừa về tới nhà thì chị bếp đã trao giấy lại cho chàng. Chàng không phải ngạc nhiên lâu, mặc dầu đây là bức thư đầu tiên mà chàng nhận được trong đời chàng, vì chị bếp đã nói ngay ra rằng đó là thư của một cô gửi cho thầy. Khánh đoán được ngay người viết thư ấy là ai, vì chàng không quen thân với cô nào trong thành phố nhỏ này hết, trừ bọn chiêu đãi viên, mà bọn ấy thì không gửi thư làm gì. Có gì chúng nó đã nói khi gặp mặt. Chúng nó dám nói tất cả những gì chúng nó cần nói, thì chẳng có đứa nào tốn tiền giấy hết. Vừa nhìn vào miếng giấy, Khánh đã biết ngay rằng Phượng chưa bao giờ được đi học cả, hoặc chỉ được đi học chừng 2 năm thôi, và sau đó cũng không bao giờ được dịp viết gì. Tuồng chữ do một bàn tay rất cứng thảo ra, và bàn tay này phải được uốn nắn 2-3 năm nữa nó mới mềm. Thật là trái ngược với sự thật mà Khánh chưa hề được nắm tay Phượng bao giờ hết, trừ cái lần ở bến Chương Dương, mà đó không phải là nắm tay thật sự, mà chỉ là chận cái tay của Phượng mà thôi. Tuy nhiên chàng cũng đoán được rằng bàn tay ấy mềm mại vô cùng. Khánh chỉ nhìn giấy mà chưa đọc thư. Chàng đang băn khoăn tự hỏi tại sao tay mình lại run. Đây là bức thư đầu tiên mà chàng nhận được trong đời chàng, lại là một bức thư của con gái. Chắc anh con trai nào cũng đã run như vậy hết. Khánh không được diễm phúc sống qua cảnh ấy, nhưng chàng đoán biết rằng là nó phải như vậy. Nhưng mà đây là một cô con gái khác những cô con gái mà chàng chưa biết sự thật về họ. Khi chưa biết sự thật về họ thì ta thấy cô con gái nào cũng như cô con gái nào, bởi cô nào cũng thơm tho cả, kể cả thôn nữ hay gái lao động ở thành. Những người dùng nước hoa ấy cũng thơm được, vì ta tưởng tượng rằng họ thơm. Phượng đã hết thơm rồi. Cái vụ bán mình chàng chỉ nghe nói mà không thấy, nhưng mà sự che chở người sĩ quan Mỹ bị ngã thì không thể nói được là ngộ nhận, vì một lời đồn đãi vô căn cứ nào. Thế mà trong giây phút Khánh sống lại đời con trai của chàng, ôi những rung động đầu mùa, ôi những cái nghẹn vô lý, ôi những hồi trống tim, những cái ấy thế mà chưa chết à? Người con trai đã sống dai đến thế này à? Hắn sống dài với những cái mộng không thành mà hắn biến ra sự thực. Tiềm thức của Khánh từ chối trình ra một cô Phượng me mỹ mà cứ giới thiệu một cô Phượng trong trắng ngày nào. Phượng dĩ ở xứ này nhiều quá chứ không hiếm hoi như ở Sài Gòn. Cái tên Phượng cứ được qua Phượng âm thầm nhắc nhở mãi ở tâm trí của Khánh, nên chàng cất giữ cái tiếng Phượng thân yêu đó, tỉa bỏ những vỏ bao quanh mà chỉ chừa lại cái bên trong tinh khiết. Người gửi thư không phải là cái bên trong, ý thức của Khánh cho chàng biết như vậy, nhưng ảo tưởng lại mạnh hơn thế. Khánh chỉ còn sống với ảo tưởng mà thôi. Bọn chiêu đại viên chúng nó nói láo dở khẹt rằng chúng nó yêu chàng ghê lắm, và chàng cứ nỗ lực mà tin chúng nó. Khi mà ta không sống được với cái thật thì ta quay về sống với cái giả, mà ta cố xem cái giả là cái thật cho vui cuộc đời. Kỹ nữ ngày xưa tất cả đều phải học, không phải học chữ đâu, mà là học nghề, học cái bãi chữ dùng ở bề ngoài. Kỹ nữ ngày nay khỏi phải nhọc xác như vậy, vì chính bọn đàn ông đã tự lực và nỗ lực thấy nơi lũ ấy những nhân tình lý tưởng. Nam phái Á Đông ngày xưa sống mà không cần tình yêu, nên họ không bị thứ tình cảm ấy dài dò họ. Họ không biết nó ra sao thì bọn sản xuất tình yêu giả phải thật khéo tay mới mong có khách hàng. Con trai thời nay đã khác, chúng nó đều có nếm hương vị của tình yêu cả rồi, và thường là hương vị đắng cay. Một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Kẻ không sành đã đòi hỏi nhiều, còn những thằng đã biết rõ thì lại chỉ cần nghe nói láo rất dở. Nhưng nghĩ kỹ ra thì hiện tượng nói trên không có kỳ khôi đâu. Tao không biết tình yêu là gì, thì mày phải bán một thứ gì cho thật là giống với tình yêu thì tao mới làm mua. Tao cũng biết là hàng của mày giả, nhưng nghệ thuật mạo hóa của mày có khả năng tái tạo cái giả gần đúng như là cái thật, thì tao sẵn sàng mở hồ bao. Đó là lời của các cụ ngày xưa. Con trai thời nay thì có ngôn ngữ khác. Tao là sư về tình yêu đây,
Mày mà có nỗ lực cho đến chết, mày cũng chẳng gạt gẫm tao được. Nhưng mà tao rất muốn bị gạt gẫm, nhưng mày lại bất tài. Thôi thì cứ để cho tao tự gạt gẫm tao. Mày chỉ nên có mặt là đủ rồi. Sân khấu hát bội đâu có cần tranh cảnh y như thật. Một nhánh cây là đủ tạo ra một khu rừng. Tao là khán giả của sân khấu hát bội đây. Tao tưởng tượng giỏi lắm. Mày chỉ cần làm nhánh cây. Các thứ khác để đó cho tao liệu. Người chỉ sống với ảo tưởng luôn luôn thấy ảo ảnh. Bức thư gần đưa đến hình bóng của một người ở xa. Xa lắm, mãi tận Sài Gòn. Trong xóm Sáu Lèo, vào cái ngày mà Khánh còn chưa biết quán Thanh Bạch ở đâu. Và còn nhìn con gái bằng cách rình họ. Người con gái ấy đã chết rồi, nhưng bức thư thì lại chỉ mới được viết ra khi sáng. Và anh chàng Khánh hơi điên điên, rất muốn thấy trong đó những lời trói trăng của một bức tuyệt mạng thư. Bức thư chỉ cần chứa đựng 6 tiếng: em chỉ yêu anh mà thôi, là đủ cho chàng rồi. Rồi tay Khánh lại bắt đầu run trở lại, sau khi sự nghĩ ngợi đã đưa nó về tình trạng bình thường. Bây giờ đây là run sợ. Sợ cái gì? Chàng sợ ảo ảnh tan biến đi nếu Phượng nói cái gì khác hơn trong đó. Khánh giống một đứa trẻ chơi bong bóng xà bông, cứ lấy quạt để quạt cho chúng bay lên cao, sợ bóng chạm bàn ghế rồi tan vỡ đi. Những chiếc bóng nhiều màu xanh đỏ huy hoàng đó thọ không lâu. Chú bé biết thế nên chú cố mà nuôi dưỡng nó được thêm giây phút nào hay giây phút ấy. Thế nên rồi Khánh nhét thư vào túi quần mà không đọc. Đêm này là đêm thứ bảy, lại là ngày lương. Bọn ăn chơi không phải là công chức, mà nếu như họ là công chức, họ cũng chẳng ăn chơi bằng đồng lương của họ, mà bằng tiền do các nguồn lợi khác đưa đến. Bởi nhà nước của quốc gia nào cũng làm y như nhau, là trả lương công chức để họ sống chứ chẳng phải để cho họ ăn chơi. Tuy nhiên dầu sao ngày cuối tuần cũng là ngày vui của các xã hội ngày nay, mà con người đã quen với tục để dành một ngày trong một tuần nhật để nghỉ ngơi. Thế nên các ba đều đông nghẹt khách. Em Chiêu Đại Viên ngồi ở bàn rượu của bọn Khánh cho biết rằng cô em từ Sài Gòn ra đây không phải vì sách lược đổi ekip như với ca sĩ, mà vì không sống được nữa ở Sài Gòn. Bọn uống rượu đêm nay không phải chỉ biết vui đùa nữa, mà rất hoan nghênh em này để nghe em kể chuyện Sài Gòn. Tủ sách Tinh Hoa xin cáo lỗi lược bỏ một đoạn ngắn vì lý do nhạy cảm. Khánh bỗng giật mình. Ừ, sống đây mà làm gì? Trước đây thì anh biết, còn giờ thì không. Ả Chiêu Đại Viên này trước đây chắc cũng đã biết. Có lẽ ả ta mơ lấy một anh chồng làm thợ hú tóc. Vì trong các thứ thợ thì loại thợ này có bề ngoài rất là sạch sẽ, dễ coi. Ả ta mong lấy chồng như vậy, rồi sanh con, rồi lên chức bà chủ tiệm, rồi thì có cháu. Những giấc mơ loại ấy cũng chẳng có gì đáng cho ta thán phục, mà cũng chẳng đưa các ả lên cao nếu giấc mơ được thực hiện. Mà rồi cũng chẳng được, mặc dầu giấc mơ quá khiêm tốn. Cho đến một ngày kia thì các ả thấy rằng cuộc sống chẳng có nghĩa gì cả. Em ơi, em rất giống anh. Chúng ta là những cây cổ thọ trên Trường Sơn, là những hộp cát ở đầu đường cầu Cam Ranh. Chúng ta chỉ biết đứng đó, nằm đó, không có mục đích nào cả, để đợi bão lụt và máy ủi cát mang đi. Khánh bỗng nghe thầy một Chiêu Đại Viên người gốc Quế. Chàng thích mang ảo tưởng là rể vua, vì các ả cứ khoe mình là con vua mãi. Làm rể vua mất ngôi dầu sao cũng an ủi hơn là làm một anh Khánh rỗng túi và rỗng lòng. Vua ơi, chính vua cũng giống tôi lắm. Vua sống để làm gì sau ngày Pháp chiếm Quế? Vua sống chỉ để ban chức Hồng Lô Tự Thứ Khanh cho những người luyến tiếc vua, và chỉ để cho các ả này làm ô nhục hương hồn vua. Mà cũng đáng kiếp cho vua lắm đấy nhé. Vua bắt con gái của người ta vào cung làm gì mà lắm thế? Vài chục cô cũng đủ cho vua sạc nghiệp, vì phải mua mãi xăm nhung rồi. Vậy mà vua cứ thu nạp cung phi không ngớt, mà không chịu làm hôn thú. Thành ra ngày nay bất kỳ cô gái bá vơ nào cũng khoe được rằng cô ta là con vua. Kỹ nữ Sài Gòn không biết gây ảo tưởng, chúng nó kém kỹ nữ thần kinh xa quá. Khánh đang cần ảo tưởng đây để mà quên chuyện nhức đầu. Đêm nay chuyện nhức đầu lại gia tăng với cái tuy vô mà anh sĩ quan vừa mách nước, rình TV Mỹ mỗi đêm để xem coi họ chiếu mấy chữ Final Edition vào đêm nào. Như vậy thì buồn ngủ chết vì đài Mỹ phát hình khá dài trong đêm. Thật là không may, nếu không gặp Phượng, Khánh sẽ trở thành một người thợ giỏi y như Thình, và người Mỹ mà có ra đi cũng chẳng liên hệ đến chén cơm của chàng.
Nhưng sự việc đã xảy ra khác rất xa giấc mơ niên thiếu của chàng. Mỗi mỗi đều mỗi khác, mà không có cái nào tròn trịa cả. Anh đã mơ một cái bánh tròn bằng bột gạo ta, nhưng anh lại được một cái bánh bằng bột mì, nhưng nó méo. Trong hai thứ, được một thứ cũng dễ thở. Bánh mì thì hơn bánh gạo, nhưng bánh mì mà chàng được thì lại là đã mòn khuyết đi và sắp hết. Khánh nói lớn lên nhưng chỉ nói với chính mình mà thôi. Ta chỉ muốn sống yên thân, nhưng cũng không được. Anh sĩ quan bạn của chàng nghe vậy, cười ha hả mà rằng: Anh chưa tới tuổi đi lính nên anh mới còn giữ được cái quan niệm sống yên thân đó. Anh đóng đồn, anh chưa đánh ai thì đã bị đánh nhừ tử rồi. Vì chính cái đồn của anh không phải là cái gì sẽ để người khác yên thân. Địch tới trước đồn, anh không bắn thì anh chết trước thiên hạ hết. Nhưng tôi chỉ là dân sự thôi. Ấy, đời là một trại lính khổng lồ, đừng tưởng là nó khác. Nếu anh là con trai trời đánh, anh đã ghẹo con gái thật thà cho đến chúng nó khóc lên. Bằng như anh là trai gà chết, anh sẽ bị chúng nó bắt xác anh. Không có ai để cho ai yên hết đâu. Khôn ngoan là kẻ nào bắt đầu phá phách như thiên hạ. Vì như vậy thì thiên hạ bận đỡ gạt, không đủ thì giờ phá phách ta. Hình như là anh có lý. Đó là sự thật với chữ T hắt qua, chứ còn hình như cái khí khô gì nữa. Trưa thứ hai đi làm về, Khánh lại được bức thư thứ nhì. Lần này thì con chim xanh nói lưu bù với chàng. Nhưng chị bếp ấy khá tế nhị, là chị ta gọi riêng chàng để mà rù rì và nói thật khẽ. Nhờ vậy mà bạn cùng trò với Khánh không hay biết gì cả. Chị ta kể lể: Cô ấy viết dài bằng 3 bức thư hôm trước, vì cô ấy đã dùng đến 3 tờ sổ xé ra. Cô ấy đã khóc khi viết thư. Cô ấy hồ nghi tôi không có đưa bức thư trước cho thầy. Tôi phải thề thốt dữ lắm cô ấy mới hết thôi hồ nghi. Chị bếp đã giấu mất một chi tiết, là lần này tiền buộc bò biếu chị ta là 200 chứ không phải là 100 nữa. Cô ấy... mà sao tôi thấy là tội nghiệp quá. Tại sao thầy lại không cho cô ấy gặp mặt? Chị không thể hiểu được đâu. Chắc hai người đã giận nhau dữ lắm hả? Không có giận mới chết chứ. Nếu tôi giận được cô ấy thì chắc là tôi đã ăn ngon ngủ yên lắm. Quá thật là tôi không hiểu được. Không giận mà lại lánh mặt. Nhưng chị tìm hiểu đi làm gì? Là tại tôi tội nghiệp cho cô ấy. Không có ai tội nghiệp cho tôi hết. Thầy mà cần gì ai tội nghiệp cho thầy. Chị nghĩ như vậy hả? Tự nhiên là tôi nghĩ như vậy, vì tôi thấy thầy cứ cười vui hoài. Quả đúng như thế. Khánh nhìn nhận ngay nhận xét trên đây là đúng. Mặc dầu chàng chỉ nhìn nhận âm thầm mà thôi. Chàng đã vui cười hơi nhiều hơn một người yêu đời. Vì chàng đã cố mà cười, tưởng rằng hễ cười là vui được. Sự thật thì những người vui mới cười, còn những người cười chưa chắc đã vui. Các anh hề trên sân khấu, họ chọc cười thiên hạ, và thiên hạ cười vì vui. Còn anh ta thì cũng cười. Nhưng không phải luôn luôn là các anh vui đâu, mà đôi khi trái lại nữa là đằng khác. Chính khóc được mới là hết buồn. Tuy cũng chưa vui, nhưng hết buồn đã là một bước tiến rồi. Nhưng Khánh khóc không được. Mạch lệ của chàng tuy không khóc mà cũng đã cạn, vì nước mắt của chàng chảy vào bên trong. Khánh bỗng nghe văng vẳng như có ai ca đâu đây điệu a go go âm vài thứ, với những cái nấc không nhảy vọt ra ngoài được. Tất cả đều bị nuốt vào trong, nhưng mà nuốt cũng chẳng trôi, và tất cả biến thành một cục nghẹn. Nó làm bế tắc khí sống bình thường. Thôi, chị cứ biết công việc của chị. Trưa này Khánh ăn cơm không biết ngon thật sự. Nếu bức thư trước để chàng lại trong sự dửng dưng, sau khi chàng cho nó vào túi quần tay, thì bức thư này là một lời kêu réo dai dẳng, như là một khách bộ hành cần sang sông vào buổi tối, mà chiếc đò ngang lại đậu ở bờ sông bên kia. Trời lại sắp đổ mưa, tại một bến vừa lạ vừa vắng. Y gọi đò một cách tha thiết rồi tuyệt vọng. Khánh tự hỏi thầm trong bụng: mình làm gì được cho Phượng, và Phượng làm gì được cho mình? Tốt hơn là làm như không bao giờ gặp nhau nữa, như là một trong hai đứa đã chết rồi là hơn. Kẻ chết, Khánh tin chắc là chàng chứ không phải Phượng. Nhưng kẻ chết đâu có đội mồ được để mà lên dương thế. Y cũng chẳng nên đội mồ, nếu hồn của y đủ khả năng làm như vậy. Sau đám ma thì người ở lại trần gian đã sắp đặt cuộc đời của họ để thích nghi với tình thế mới, và mọi việc đã được an bài hết cả rồi. Kẻ đội mồ trở về chỉ làm cho người ta khó xử mà thôi, không ích lợi gì cho ai hết. Một nhà văn Pháp sau khi du lịch ở Việt Nam về
đã dựa theo ý của chuyện thiếu phụ Nam Xương của ta để viết ra một truyện ngắn rất danh tiếng. Truyện kể vợ một anh chiến sĩ được xem là mất tích từ lâu. Bỗng một hôm, người ta được tin anh còn sống và sắp trở về làng. Ngày giờ mà anh chiến sĩ đó sẽ tới quê nhà cũng được nhà chức trách địa phương biết và báo cho chị vợ hay. Người đàn bà sắp quá đá vọng phu ấy bèn làm một bữa cơm thịnh soạn để thiết chồng. Bàn ăn đã được đặt sẵn, theo tục người da trắng, với hai bộ đồ cho hai thực nhân. Lúc anh chồng về tới nơi thì chị vợ bận chạy sang hàng xóm. Anh chồng thấy hai cái ly dùng để uống rượu được bày ra đó. Anh ta bỗng nghe rằng mình dư, và vợ anh không có cô đơn như anh tưởng tượng. Đó là một con ma đã đội mồ, nhưng rồi chợt thấy rằng mình không nên làm như thế. Anh ta chui trở xuống dưới mồ, cái mồ thời gian, cái mồ quên lãng. Đó chỉ là một sự ngộ nhận của anh chiến sĩ mất tích, vì cái ly đó là ly để dành cho chính anh. Nhưng những người không ngộ nhận thì đều chánh tán mà chui trở xuống mồ. Tối hôm ấy Khánh nằm nhà, và luôn cả mấy đêm sau cũng thế. Bọn đồng trọ với anh không ngạc nhiên, vì thằng nào cháy túi thì nằm nhà, chẳng có gì mà phải điều tra. Anh thấy rằng bọn chiêu đãi viên rốt cuộc rồi cũng chẳng an ủi anh được. Mà không có gì an ủi anh được cả, thì anh cầu cứu với sự cô độc thật sự để xem sao. Lũ bạn quân nhân của chàng, vì đã chứng kiến cảnh mắt phong khó hiểu của chàng, chúng nó có đoán được cái gì? Nhưng chúng nó cũng chẳng thèm thắc mắc về sự vắng mặt của chàng. Thằng mắt phong thật sự thì phải nghỉ ngơi sau cơn mắt phong, còn thằng bị điện của con gái giật thì phải tránh gặp con gái. Nhưng nằm nhà cũng chẳng đi tới đâu cả, thật là hết đường trốn. Khánh nghe mình giống một tên tù vượt ngục, trong một quốc gia mà bộ máy cảnh sát thật là tinh vi, không thể ló mặt ra khỏi chỗ trốn, mà khỏi bị họ túm cổ, vì chỗ trốn nào cũng bị bao vây cả. Trước kia chàng ở Cam Ranh là xa lắm, và đi Cam Ranh là thoát. Nhưng nay thì trôi dạt đến một nơi xa hơn, vẫn không thoát. Không phải là chàng trốn Phượng đâu, Phượng thì rất dễ trốn, chàng chỉ trốn những gì mà Phượng gọi ra thôi. Nhưng nàng lại xuất hiện quá bất ngờ ở một nơi khá xa Sài Gòn, vào một lúc mà chàng sắp quên. Nếu chàng bỏ cả chạy trở về Sài Gòn, cũng chưa chắc đã thoát được Phượng. Khánh nhớ mang máng rằng Phượng đã nói, giả lại nó là xìa. Nếu quả thật kép của Phượng là xìa, thì hắn sẽ đi công tác nay đây, mai đó, chứ đâu có nằm mãi tại Đà Nẵng. Mà như vậy thì trốn lên Công Tum cũng chẳng xong. Ừ, mà tại sao Phượng lại biết được rằng viên sĩ quan kép của nàng là xìa kia chứ? Dân xìa thật sự thì cho đến vợ Tào Khang của họ cũng chẳng biết, cho đến má của họ cũng chẳng biết, thì tại sao Phượng lại biết? Chắc Phượng chỉ nói càng, chưa chắc nàng biết xỉa có nghĩa là gì, chỉ nghe người ta nói rồi bắt chước vậy thôi. Chú thích: xỉa. Theo tủ sách tinh hoa, chúng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là tiếng lóng ám chỉ điệp viên CIA của Mỹ. Hết chú thích. Người mình rất ưa nói đến xỉa, nhưng chỉ nói phét thôi chứ chưa chắc có ai thấy được mặt xỉa ra sao, cho dẫu là họ nằm trong tổ chức đó. Họ chỉ là nhân viên cát kèo, hoạt động qua trung gian của những người cũng chẳng phải là xỉa chánh hiệu. Xỉa thật phải vô hình mới xứng danh là xỉa. Xỉa thật thì cho đến cả người quê kỳ cũng không biết, đừng nói chi là ta. Tuy nhiên Phượng đã nói thế, thì chắc nàng cũng có dựa vào cái gì mà cái đó có lẽ là sự kiện hay xê dịch của viên sĩ quan ấy. Chỉ có thế thôi. Mà họ thì rất đông người có lý do để xê dịch, không cần gì phải là xỉa. Nếu thế thì tốt hơn là cứ nằm tại Đà Nẵng này, Khánh nghĩ. Rồi thì thằng đó sẽ ra đi, thế là thoát. Khánh chống lại với ý muốn đọc bức thư thứ nhì của Phượng, và thắng được 2 ngày rưỡi và 2 đêm. Tới đêm thứ 3 thì chàng đầu hàng. Thư như vậy: anh Khánh mến, em đã đợi anh dưới bãi suốt sáng Chủ nhật, nhưng không thấy anh đâu hết. Em có cảm giác là anh quyết tránh em. Anh tránh em thì cũng chính đáng thôi, không có gì mà phải nói đi nói lại. Nhưng dầu sao ta cũng đã quen biết với nhau, anh có nhìn nhận sự kiện ấy hay không? Và anh mà có khinh em tột bực thì cũng chỉ khinh như anh đã khinh bọn chiêu đãi viên, chứ em không thể nào mà xuống thấp hơn tụi nó được. Nhưng anh đã tiếp xúc hàng đêm với tụi nó, thế sao anh lại tránh em? Anh thử hỏi lòng anh coi tại sao mà lại vậy, anh sẽ đáp được. Em tin là thế. Anh Khánh ơi, có phải là cứ có một chút xíu gì giữa chúng ta, chính cái chút đỉnh đó nó ngăn anh vui lòng gặp em? Cái chút đỉnh đó
nơi lòng em thì nó vẫn nguyên vẹn. Trước kia em chưa yêu anh mà chỉ có cảm tình thật nhiều với anh mà thôi. Mà cảm tình thì không thể sứt mẻ khi anh không có làm gì mít lòng em hết. Nơi anh thì như thế nào? Trước đây em đã biết rõ, cái chút đỉnh ấy thật ra là chỉ có nơi anh mà thôi. Là chút đỉnh, cái chút đỉnh cứ có mặt. Anh không nên chối, chuyện gì đã có đương xảy ra. Vậy ta gặp nhau là hơn. Em có cần anh hay không? Dĩ nhiên là có. Vì vậy nên em mới đã để lại đến hai bức thư. Em cần anh là cần gặp lại chính em về mấy tháng trước. Một đứa em đã chết, nhưng em cứ thương tiếc hoài. Cần nhân chứng của những ngày vui, như cần nhìn lại dư vật của đứa em ấy. Chỉ có thế thôi. Thật là ích kỷ quá. Em muốn gặp lại anh chỉ vì em mà không vì anh. Nhưng em muốn thành thật với anh, không phải để chuộc tội nào hết, mà chỉ vì em không thể nói láo với người mà em cảm mến. Thằng Johnson nó đi Sài Gòn từ 3 hôm nay mà chưa về. Tuần sau chưa chắc nó đã về. Em rảnh rang lắm, và ta hẹn nhau ở đâu cũng được, tùy thích anh. Chứ em không định nơi hò hẹn nữa, vì biết đâu anh lại chẳng đến, chỉ vì không thích nơi mà em đã lựa chọn. Em tiếp anh tại nhà em cũng được, vì thằng Johnson nó không hay ghen bậy. Dạ, em đã nói với nó rằng anh là anh họ của em, nhưng em e rằng anh không thích tới nhà em, nên em không đề nghị như vậy, mặc dầu em rất muốn như vậy. Tạm biệt và mong đợi tin anh. Xin anh cứ để thư lạ cho chị người nhà. Em sẽ tới nhận thư. Anh không thèm biết tới em cũng được, nhưng xin có một lời rằng là anh quyết tâm như vậy. Phượng. Hẹn hò thật là đau xót. Cho đến lúc Khánh không sợ gái nữa thì cũng đồng thời chàng không còn thích gái nữa. Bọn chiêu đãi viên không phải là gái, Khánh nghĩ như vậy. Chúng nó là con trai, hay tệ hơn nữa, chúng nó không có giống. Không phải cái mà cũng chẳng phải đực. Chúng nó làm ái tình mà không nghĩ đến ái tình. Chúng nó cần tiền mà không cần đàn ông. Danh từ gái của ta mang một nghĩa xấu, nhưng Khánh cứ cho danh từ đó một nghĩa tốt khi nghĩ ra những điều trên đây. Đau xót. Ngày nào chàng thèm nói ghê lắm mà không dám nói. Và có dám nói chút đỉnh, con gái cũng chẳng thèm nghe. Giờ đây chàng dám nói đua với chiêu đại viên, nhưng lại đã hết ham nói rồi, mà chỉ làm thinh để nghe thôi. Thế mà lại được người ta mời nói. Nhưng mà có cần lắm hay không? Phượng sao mà nó khôn ngoan quá. Nó biết rõ là nó muốn gì, và nó dám nói tạch quạch ra ý nghĩ của nó. Nó cần chàng, nhưng chỉ cần vì nó. Cần sự có mặt của chàng để nhắc nhở nó. Đứa con gái trong trắng ngày nào mà nó đã đánh mất, nhưng thích tìm lại. Vậy là thực tế, tự biết mình và nhất là can đảm. Nó lại biết cả chàng nữa. Nghĩ tới đây, Khánh bỗng nghe xấu hổ với Phượng. Chàng đã bị nó biết tẩy hết. Anh thử hỏi lòng anh coi, tại sao lạ vậy? Có nghĩa là lòng anh không chân thật với quyết định của anh. Anh khinh em tới tột độ, cũng cứ có thể tiếp xúc với em được kia mà. Bằng chứng là anh đã kề vai cọ vế với chiêu đại viên, và đã có với họ những trò khác nữa. Vậy sao anh lại từ khước gặp mặt em? Phải chăng là cứ còn sót lại chút đỉnh gì nơi lòng anh? Cái chút đỉnh đó tuy là chút đỉnh, nhưng nó đủ uy tín để ngăn anh gặp lại cố nhân sao? Phượng khôn như đã cao niên hơn chàng đến 4-5 tuổi. Khánh mắc cỡ với Phượng vì bị Phượng đoán đúng tim đen của chàng. Và chính vì thế mà sau khi đọc bức thư thứ nhì, chàng đã do dự chứ không nhét thư vào túi, để quyết không nghĩ đến người viết thư như lần trước nữa. Khi mà ta mắc cỡ đã bị con gái lật tẩy thì chỉ có hai cách thoát: trốn mất đến trọn đời. Nhưng lối thoát này không đưa đến đâu hết, vì cái xấu cứ còn được cô gái ấy biết và nghĩ đến. Không có mặt ta, cô gái ấy cũng cứ chê cười ta được, và tấm lòng ta sẽ thay thế cho nàng để chê cười ta. Và chừng đó thì ta sẽ mắc cỡ với chính ta, và không còn đường nào trốn nữa. Vậy chỉ còn lại một lối thoát độc nhất: gặp mặt cô gái ấy. Sợ địch mà cần sống sót thì không có gì hay hơn là cứ đương đầu với địch. May ra ta sẽ hạ được địch, và ta sẽ thoát, chứ chạy là chết. Khánh đã tìm thấy lối phản ứng đúng, lối phản ứng của lính ngoài mặt trận. Không là chiến sĩ gan cùng mình, họ cũng cứ đánh liều, bởi họ chỉ có một lối thoát: đánh hoặc chết. Nhất mày, nhì tao, trong hai đứa phải có một đứa bị hạ, mà tao lại không muốn làm cái thằng đó. Vậy mày nên ráng mà núp, tao bắn hết đạn tao mới thôi.
Không nhét thư vào túi, chàng lại đọc bức thư này lần thứ nhì. Thì ra thư đầu cũng cứ là thư hẹn hò. Đời Phượng là một chuỗi dài những hò hẹn với trai, bắt đầu từ cuộc hẹn hò ở quán Thanh Bạch với chàng. À mà không đâu, lần đó nhất định không phải là lần đầu. Vì biết quán Thanh Bạch là một chuyện, còn hẹn nhau ở quán Thanh Bạch lại là một chuyện khác. Con người, nhất là trai gái mới lớn lên, chỉ hẹn hò ở những nơi mà họ đã biết rồi và đã thích. Phượng hẳn đã được cậu nào cho một buổi hẹn tại đó, hoặc rất nhiều buổi hẹn tại đó. Nhưng cậu đó chắc cũng đã cho bị leo cây vì thiếu kinh nghiệm như chàng. Hẳn chỉ hơn chàng có một điểm độc nhất là biết một nơi để mà hò hẹn. Nhưng hơn là hơn vào mấy tháng trước kia, chứ giờ thì hắn phải làm học trò của chàng mới được. Chàng đã học lớp cấp tốc với bọn chiêu đại viên, học thật sự chứ không phải là nói bóng bẩy đâu. Chàng đã bị các ả lật tẩy là con trai khờ, nên chàng cũng đã phản ứng y như vừa định là không chối. Nhờ vậy mà chàng đã dám bỏ mặc cảm, hỏi han các ả về đủ thứ việc mà chàng không biết, mà trong đó có cả những điều mà chính đàn ông kinh nghiệm của mù tịch. Cậu đó chắc chắn đã bị nhận chìm xuồng. Bằng chứng là nhờ thế Phượng mới được người ta mua đúng như thằng Thịnh đã nói. Bọn mua gái chỉ mua gái tân mà thôi, và đừng mong gạt gẫm chúng nó. Khánh muốn đọc bức thư thứ nhất để xem sao, nhưng chàng nhớ ra thì đã đưa chiếc quần tây hôm nọ cho chị bếp đưa đi tiệm giặt ủi mất rồi. Thì thôi vậy, chắc cũng chẳng có gì trong đó, ngoài một lời xin một buổi hẹn. Thư đầu chỉ là một tờ giấy, chứ không phải là ba tờ như vậy. Khánh tuy không có đọc nhưng vẫn có nhìn sơ qua. Phượng viết không đầy một trang thì không thể nói gì nhiều hơn được. Thằng Johnson đi vắng, chắc viên sĩ quan ấy tên là Johnson. Cả nước Mỹ đều mang tên Johnson, cũng như cả nước Pháp đều mang tên là Dupont. Cả miền Nam nước Việt đều mang tên là Nguyễn Văn Hai. Đã định được thái độ, Khánh vẫn không làm gì hết, trong khi đáng lý gì chàng nên viết một bức thư trả lời. Nhưng kìa, có ai gõ cửa. Chắc là tụi nó rủ đi chơi. Khánh định bụng sẽ là từ chối vì chàng không có hứng. Ngày nay đã trở thành người lớn rồi, chàng có cá tánh riêng, dám có sáng kiến chọn chỗ đi chơi và đủ can đảm để mà chê một chỗ nào hoặc từ chối đi chơi, chứ không phải là ai muốn lôi chàng đi đâu cũng được như trước kia nữa. Khánh uể oải đứng lên, không lấy một chút phấn khởi nào hết. Khác xa trước đây mà chàng mong đợi tụi nó đến kêu gọi, mong từng giây từng phút. Tưởng con gái chọn chồng nên chọn mấy thằng đã chán chê tất cả, vì chúng nó sẽ không thèm đi đâu nữa hết. Chớ một anh con trai ngoan thì rất ham phiêu lưu, bởi anh ta chưa thỏa chí tan bồng. Im lặng và sững sờ ở cả hai bên khi cánh cửa được mở ra. Chủ nhà không mời khách vào nhà, mà khách cũng chẳng có sáng kiến tự động làm cái việc đó. Lâu lắm Phượng mới nói được. Em đã đi tìm anh ở khắp các ba nhưng không được. Em có gặp mấy người bạn của anh hôm nọ, họ đoán rằng hình như là anh nằm nhà. Anh có cho phép em vô hay không? Phượng cứ vô. Nhưng nếu nhà có người thì ta đi nơi khác là hơn. Không có ai hết. À, nhưng đi nơi khác cũng cứ hơn, vì giờ này không có ai. Nhưng biết đâu lát nữa sẽ có, vì một anh có thể bỏ bạn về sớm hơn vì một lý do nào đó. Khánh đứng đó mà làm thinh rất lâu, vì chàng chưa quyết định được. Nhá, anh nhá, hay là cứ lại nhà em. Tình cờ ngộ nghĩnh quá, em cũng ở cùng phố với anh. Từ đây lại đó chỉ tốn có 10 phút đi bộ. Có thằng Johnson ở nhà, em cũng được quyền tiếp anh, thì anh chẳng có gì phải ngại. Khánh cứ tiếp tục do dự. Phượng tới bất ngờ quá, không lẽ chàng lại đuổi Phượng đi? Chứ quả thật chàng chưa sẵn sàng để mà tiếp người khách này, mặc dầu chàng đã quyết định là sẽ có sự tiếp xúc. Phải dọn lòng để mà hội kiến với Phượng là một người quan trọng giàu bực nhất trong đời chàng, chứ không như là đi gặp một ả chiêu đãi viên được, mặc dầu chàng ý thức rằng Phượng không hơn các ả ấy chút xíu nào hết. Cô Phượng trong trắng ngày nào cứ còn sống sót nơi lòng chàng. Ý thức của chàng đã đồng hóa Phượng với chiêu đãi viên, nhưng tiềm thức của chàng cứ dậy nảy lên, không chấp nhận sự pha trộn xô bồ ấy. Nhá, anh nhá, anh càng chần chờ thì càng bất tiện, vì ta sẽ chưa nói được gì bao nhiêu là đã tới giờ giới nghiêm, và rồi anh lại phải ra đi. Luận cứ sau cùng của Phượng rất vững, nên rốt cuộc Khánh nói. Ừ thì đi, nhưng Phượng ngồi đợi trên chiếu đi. Khánh đi mặc cái áo đã. Đồng ý, nhưng đừng ăn diện gì hết cho mất thì giờ. Mặc áo tóc hành rồi ta đi ngay. Một phút sau là Khánh đã từ nhà bếp trở lên với y phục đi ra ngoài.
Nhà này không có buồng nên chàng phải ra sau bếp để thay y phục vậy. Khánh khóa cửa lại từ bên ngoài mà không lo bọn đồng nhà trọ vào, vì chúng nó có chìa khóa riêng. Thế rồi hai người lặng lẽ cùng đi với nhau y như ngày nào. Nhưng có khác ngày đó thì Khánh không dám nói, còn giờ thì chàng không thèm nói. Sau vài phút im lặng, Phượng mở lời trước. Suốt ngày Chủ nhật em đã chuẩn bị đồ ăn để ta cùng ăn dưới bãi, nhưng em phải ăn một mình. Cứ im lặng bên Khánh. Phượng lại hỏi, anh vào làm cho quê kỳ từ bao lâu rồi? Từ ngày đó. Câu đáp của Khánh không suôn sẻ, mặc dầu nó chỉ gồm có 3 tiếng. Phượng nghe được sự uất nghẹn trong đó. Em cũng đoán là như vậy. Em lại biết rằng anh chỉ muốn đi xa, chứ không vì sanh kế mà phải bỏ học. Khánh cứ tiếp tục im lặng. Anh đi xa là phải. Bất kỳ ai ở vào trường học của anh cũng đã ra đi như vậy hết. Cứ hoàn toàn im lặng. Chỉ có điều là anh không thông cảm cho người ở lại. Em nhìn nhận rằng anh hành động đúng, thì ít ra anh cũng nên mắng em rằng em đã hành động sai chứ. Anh cứ làm thinh, tức anh nghĩ rằng trường học của em không đáng biết hay sao? Có cần gì nhắc lại chuyện cũ hay không? Em thì em nghe rất cần. Còn anh thì nếu anh thấy là không cần, anh cũng nên sống với giờ phút này chứ. Nhưng anh lại đi vắng. Họ đã tới nơi. Phượng ở sang quá, cũng cứ là một căn nhà liền kế, nhưng mà là nhà lầu. Khanh thấy cửa kính và cái phần bên ngoài của một chiếc máy lạnh gắn vào một lỗ tường ngay dưới cửa sổ, và tiếng máy chạy kêu ù ù. Họ phải đi ngang qua cửa sổ đó rồi mới tới cửa lớn để vào nhà. Và Khánh nghe hơi nóng từ chiếc máy đó tạt vào người của chàng. Phượng mở cửa từ bên ngoài, tức nhà cũng chẳng có ai hết. Họ bước vào trong. Phượng mở đèn và đóng cửa kính lại. Bàn ghế ở đây có vẻ được chở từ Sài Gòn ra, sang trọng thật sự. Ngoài là phòng tiếp khách, trong là phòng ăn, nhưng không có vách ngăn hai buồng ấy. Tủ lạnh, tivi, radio, cassette, tuột đít, chẳng có thứ nào thiếu cả. Đó là chưa kể 2-3 máy chụp ảnh dứt bừa bãi đây đó. Phượng lặng lẽ đi lấy nước mát và nho tươi để mời bạn. Nàng hỏi, anh uống gì? Hoặc rượu mạnh hoặc nước mát. Không uống coca là một món uống lãng xẹt. Cocktail nhé. Nếu em biết cách pha không dở lắm. Em đã thạo lắm rồi. Nhưng như thế thì anh sẽ không ăn nho mà ăn hột điều. Khánh kinh ngạc vô cùng mà thấy Phượng bưng ra đủ thứ. Đáng chú ý nhất là một hộp hột điều, vì bên trên có dán nhãn hiệu. Nhờ thế mà chàng mới biết đó là hột điều. Đây là một mức sống mà từ con cái nhà nghèo đến con cái nhà khá giả đều mơ. Nhiều cô biết rõ ràng rằng rồi chẳng có tương lai gì cả đâu, nhưng các cô mặc kệ, hưởng được ngày nào hay ngày ấy cái đã. Đời nay thì mạng con người mỏng lắm, sáng còn cười, trưa lại thì đã ngủm cù đeo, thì không hưởng sẽ thành ma nhà quê. Phượng cũng pha cho chính nàng một ly cocktail, và nàng mời bạn nhấm rượu với hột điều. Trái điều được dân Việt ở miền Nam gọi rất dài là điều lộn hột, vì hột của loài trái ấy lộn ra ngoài trái chứ không phải là nằm trong ruột trái. Nhưng ta chỉ nướng rồi ăn chơi, hoặc làm kẹo với đường. Còn quê kỳ thì rang muối bỏ vào hộp để dành cho bợm nhậu, như Pháp dùng trái ô liu vậy. Phượng nói, thằng Johnson chỉ uống sữa và coca, nhưng nó có cả một tủ rượu đầy đủ như anh đã thấy. Người Mỹ rất ít uống rượu mà chỉ uống sữa bò tươi. Ở đây không có sữa bò tươi thì họ uống sữa bột pha nước lạnh để tạm thay cho sữa bò. Còn coca thì họ chỉ phải uống ở các bar, vì các bar không có bán sữa. Khánh chưa bao giờ được uống cocktail, và chàng nghe rằng cocktail ngon lắm, ngon hơn whisky nhiều. Ở đây cái gì cũng dễ chịu hết, chỉ trừ hương của Phượng. Nàng xức nước hoa nhiều quá, khiến Khánh nghe ngầy ngực. Chàng bận nghĩ ngợi nên mãi cho tới bây giờ chàng mới nhận ra rằng là Phượng đã mặc một bộ y phục giống hệt y phục mà nàng diện trong đêm đi chơi mát ở bến Chương Dương với chàng. Hình như đó là y phục mới may chứ không phải là bộ cũ, nhưng may đúng y theo kiểu cũ. Khánh nghĩ rằng đây là một sự cố ý, chứ Phượng thì có thiếu gì y phục đẹp hơn và phăng tay di hơn nhiều. Nhưng cứ là chiếc quần tây ống hẹp màu cà phê sữa và chiếc sơ mi technicolor giá vàng bằng 8 mảnh vải khác màu với nhau. Đèn trong phòng là đèn thường chứ không phải là đèn màu, nhưng bị nhốt sau những cái hộp nên ánh sáng rất dịu và nâng tất cả mọi thứ lên, thần tiên hóa tất cả như đèn màu ở các hộp đêm. Và Phượng đã đẹp lộng lẫy, lại càng đẹp quyền hoặc hơn nhiều.
Em gian xin anh có một lời, Phượng nói sau khi đớp một ngụm rượu. Khánh còn biết nói gì bây giờ? Nếu anh mắng chửi em, chắc em nghe dễ chịu hơn. Khánh không thấy là Phượng có tội. Anh chỉ thấy có bấy nhiêu đó hay sao? Chứ còn cái gì nữa bây giờ? Quả đúng là anh không thấy, nhưng anh có nghe nói, cả xóm đều biết. Ngày đó thì dưới mắt em, trời đất bỗng mịt mờ mây đen, và em đã khóc đến suýt cạn nước mắt. Ừ, Khánh đã nghe nói như vậy. Anh nói rằng không thấy Phượng có tội, như vậy thì nếu không tha thứ được, chứ vẫn quên cho đi được chứ. Khánh rất muốn quên. Khánh đã trác táng là chính để mà quên, nhưng chưa quên được. Khánh phải thú thật rằng không. Có cái gì đã chết nơi lòng Khánh, nhưng nó không chết trọn vẹn. Nó hấp hối trong đau đớn một cách khó khăn. Nó giống như một chiến sĩ bị thương nặng và bị đồng đội bỏ quên ở xa trường. Nó quằn quại mong đợi một viên đạn giải thoát, nhưng cả kẻ thù cũng vắng bóng nữa. Nó đành nằm đó mà lắng nghe đau đớn của nó. Em thì em đã chết được rồi. Chết một cách êm ả. Kẻ đã khoe rằng mình đã chết được rồi lại nói chẳng suông câu. Nàng đã nói em thì đến 3 lần, và sau mỗi cái em thì, Khánh đều nghe một tiếng nấc khẽ. Mừng cho Phượng nếu quả đúng như vậy. Em đã chết vì em muốn chết, mà hễ muốn là được. Chưa chắc. Anh rất muốn, nhưng đã được đâu nào. Nhưng đồng thời em cũng lại thích được gọi hồn như của người quá cố. Vì thế mà em mới có dịp được gặp lại anh. Có ích lợi gì chăng? Em cũng chẳng biết. Nhưng em thương mến bé Phượng năm ngoái không biết bao nhiêu mà nói. Bé Phượng đó đã có những giấc mơ thần tiên rất là thú vị. Còn Phượng bây giờ là một hòn đá lăn nghiêng lăn ngửa, vô tri vô giác, mà cũng chẳng nằm yên được. Cho thiên nhiên hà sanh khí vào cho nó đóng siêu sanh. Loại thảo mộc nhỏ ấy thế mà cũng đủ khả năng cho đá một linh hồn nhỏ mọn nào đó. Em tự hỏi giữa anh và em, ai là kẻ khổ hơn, ai là kẻ sướng hơn? Chắc anh nói kẻ khổ cực cũng là anh. Nhưng anh lầm, anh là kẻ đã được yêu, đã nếm hương vị của yêu đương, cho dầu là chỉ được yêu thầm mà thôi. Em thì tệ hơn nhiều, là em cũng chưa được yêu thầm lần nào cả. Năm ngoái em đã yêu anh đâu nào, mà cũng chưa mơ yêu ai khác cả. Em chỉ mới có cảm tình sâu đậm với anh mà thôi. Cảm tình đó chắc rồi cũng tiến đến yêu đương, nhưng rồi sự không may đã làm đảo lộn tất cả. Dầu sao hai đứa ta cũng chết như nhau, Khánh nói. Ừ, ta đều chết như nhau. Anh nói rằng anh chưa chết trọn vẹn, nhưng mà rồi anh cũng sẽ chết. Không rủ nhau mà rồi đôi bạn đều hòa lên mặt khóc. Cả hai cộng tuổi lại thì chỉ lượm được một tổng số niên kỷ thật là nhỏ nhoi, 35. Thế mà họ nghe họ già như kẻ nào cũng đi đã mút con đường đời rồi. Thình lình Khánh hỏi, nhà có Control không? Chú thích, Control là tên một loại rượu mùi. Hết chú thích. Không, em đã khoe rằng có đủ thứ rượu, nhưng lại thiếu thứ đó. Nhưng chi vậy? Cocktail dịu quá. Anh muốn nghe cho lưỡi anh đêm nay thật tái tê vì cay đắng. Đời đã cay đắng lắm rồi. Ừ, nhưng anh thích nếm đắng cay nhiều hơn. Nếu có bạch phiến đâu đây, thì anh sẽ mua hít chơi, để thấy ảo ảnh, thấy trời đất nghiêng ngửa, thấy em hóa ra một ả chiêu đại viên. Anh đừng có nói điên. Em chết thì không sao cả, vì em dốt nát, lại lười biếng. Nhưng anh vốn là con trai ngoan, thì anh nên nỗ lực tự cứu anh. Chứ đừng có nói rằng bạch phiến không phải là món mà người ta có thể đùa được với nó đâu. Anh đâu có đùa, anh nói thật đấy chứ. Như thế là càng bậy. Em chan xin anh đừng có nghĩ đến cái ấy nữa. Hình như Phượng có biết bạch phiến là cái gì rồi hay sao, mà nói về nó có vẻ như là người thạo lắm vậy. Phượng bối rối trông thấy, nhưng rồi tự trấn an mình được. Nàng đáp, em chỉ nghe nhật trình họ nói rằng bạch phiến rất có hại cho cơ thể, chỉ có thế thôi. Rồi Phượng hỏi, có vẻ như là để đánh trống lấp về vụ bạch phiến. Vì có thể giúp cho anh yêu đời trở lại. Nếu anh biết thì anh đã chẳng phải khổ sở như thế này. Tình bạn cũ giữa chúng ta có được không? Chẳng lẽ Phượng ngày nay lại còn khờ khạo đến thế?
mà hiểu rằng tình bạn chỉ là tình bạn. Hình như Phượng đã hiểu sự thật về lòng anh. Ngay cả từ ngày ấy, Phượng đã chẳng nói rằng là Phượng hiểu. Nhưng Phượng không thèm hiểu, đợi anh nói ra, Phượng mới có quyết định. Phượng đã không ưa những thằng nhát kia mà. Giờ thì anh đã hết nhát rồi. Nhưng mà ta còn nói với nhau gì được nữa? Cũng chỉ vì em tinh nghịch, thích đùa dai với anh chơi cho vui. Thật là hận muôn đời. Khánh nâng ly lên rồi ực một cái là cạn cốc. Phượng đi pha nữa mà chàng không có phản đối. Rượu không còn làm cho chàng say được nữa, thế mới chết. Vì vậy mà chàng đã nghĩ đến ma túy, mà chàng mù tịt về tác dụng trên tâm thần của con người. Nhưng chàng tưởng tượng rằng nó thay thế được rượu là món đã tỏ ra vô hiệu lực đối với chàng rồi. Ly rượu mà Phượng bưng lại là ly rượu thứ nhì, mà thường thì chàng tiêu thụ mỗi đêm 3 consommation mà cứ vẫn bước ra về. Khánh không biết rằng cốc ten tuy có vẻ hiền lành, thế mà nó lại dễ làm say hơn cổ nhát hay whisky. Các tay uống cốc ten đều là những tay cự phách của làng Lưu Linh. Đôi bạn lại ăn hột điều rang muối để nhắm rượu. Nhắm là Phượng nhắm ấy, chứ còn Khánh thì uống như uống nước dừa, đúng theo sự đòi hỏi của lũ bạn ở Cam Ranh vào thời mà một giọt rượu nhỏ cũng đủ làm cho chàng thấy nhà cửa đảo điên rồi. Ly rượu của Phượng chưa lưng đến phân nữa. Đàn bà họ chỉ uống rượu vì xã giao, chứ ít có phụ nữ hủ chìm như trong nam phái. Riêng Phượng đêm nay thì nàng lại có mục đích khác. Đáng lý gì nàng cũng cần say lắm, say để mà quên sầu. Nhưng chắc là nàng không có sầu nhiều nên không cần say, nàng lại cố mà tỉnh vì lẽ khác. Nói là Phượng đi pha thêm rượu thì không đúng. Rượu cốc ten phải pha theo công thức có cân lượng hẳn hoi. Có thuộc lòng công thức và cân lượng cũng không thể pha lần thứ nhì mà giống hệt lần thứ nhất được. Thành thử người pha rượu luôn luôn pha sẵn. Số lượng của rượu được pha sẵn đó tùy thuộc số khách, và thường thì họ pha dư chút ít. Chủ nhà dự trữ rượu đã pha trong một thứ bồn nào đó, và thỉnh thoảng chỉ phải đi lấy thêm mà thôi. Không biết tử lực của Khánh, Phượng cũng pha đến 4 ly. Trừ ly của nàng ra thì Khánh có 3 ly để mà tiêu sầu nếu chàng không đòi thêm. Khi nào có sự đòi hỏi ấy, Phượng sẽ cho Khánh uống cái nửa ly còn lại của nàng. Bây giờ Khánh mới chợt thấy rằng mình ngồi chung với Phượng trên chiếc ghế dài của bộ salon. Lúc Phượng mời chàng ngồi thì chàng ngồi lên đó vì thích ghế rộng. Rồi Phượng cũng ngồi lại với chàng, nhưng chàng bận nghỉ ngơi nên không hay biết. Và chàng cũng đã vô tình mà ngồi phía bên tay phải của Phượng. Hay nói cho đúng ra thì Phượng đã cố ý ngồi bên tay trái của chàng. Không khí của đêm chuyên dương đã được tái tạo với y phục của Phượng. Với chiếc ghế dài hơi giống băng đá của công trường Diên Hồng, Phượng cũng đánh nhịp lên không trung bằng bàn chân của nàng. Một bàn chân khéo tạc như là chân của tượng Cẩm Thạch La Hy. Tất cả đều y như cũ, nhưng mà không như cũ được. Cảnh cũ là rượu cốc ten, thuộc lầu công thức. Cũng chẳng ai có tài thánh để mà pha được bình thứ nhì cho giống y hệt bình thứ nhất. Người ta chỉ có thể làm được cho dở hơn hoặc cho ngon hơn đôi chút mà thôi. Rượu cốc ten là hình ảnh trung thành của cuộc đời, của thiên nhiên. Con trăng rằm năm nay không giống con trăng rằm năm ngoái, và nước chảy dưới cầu khi nãy không giống nước chảy dưới cầu bây giờ. Cốc ten Phượng có ngon hơn chàng hay là dở hơn, nói hai cách đều đúng. Cốc ten này khác cốc ten của đêm chương dương, vì đã được pha thêm vào đó một loại tạp tửu, làm mất cả tinh khiết của chất uống tế nhị mà con người đã suy tôn lên hàng rượu thánh. Rượu thánh của các nhà nho ta hàm cái nghĩa gì thiêng liêng không tả được. Cốc ten Phượng đêm nay không tinh khiết như đêm nào, nhưng tửu độ lại rất cao. Khánh thấy Phượng rất là đàn bà, tức là hấp dẫn hơn con gái nhiều lắm. Lạ quá, nhiều cô gái đã thành đàn bà hơn 2 năm nhưng chưa đàn bà được một cách trọn vẹn. Phượng thì bước sang giai đoạn thứ nhì dễ dàng quá. Và kẻ nào chỉ mới quen với Phượng chừng vài tháng nay không thể trông thấy được bóng dáng của một cô Phượng con gái nơi người đàn bà này. Người da trắng không có con mắt tinh hơn người Á Đông ta. Họ chỉ si đàn bà mà không si con gái, vì nơi người đàn bà sự nảy nở toàn vẹn, còn nơi người con gái thì tất cả đều còn ngập ngừng. Có thể hứa hẹn nhiều nhưng không chắc là sẽ giữ được lời hứa. Đàn bà không thể gạt gẫm ai về nhan sắc cả. Họ đẹp hay là họ không đẹp, đó là chuyện đã rồi mà không là một lời hứa suông. Và nếu họ đẹp thì họ đẹp hơn bao giờ cả, trong cái thời mà họ là thiếu phụ. Đã có kinh nghiệm,
Khánh chỉ còn thương tiếc một mối tình, chứ không thương tiếc con người đã tạo ra mối tình ấy. Trái lại, chàng nghe mình thèm muốn người đàn bà đẹp lộng lẫy đang hiện diện trước mặt chàng. Chàng sống với hai người, một bóng ma thiếu nữ và một sự có mặt của thiếu phụ. Hết tập 8. Còn tiếp